Xin chào bà con nhé. Nay mình mới nhập một mấy chục cân lươn giống, 25 cân, 25 cân lươn giống. Về mình thả cái bồn nọ mình đã xử lý qua cho bà con xem đấy. Đó, lươn này rất là đều đẹp. Chỗ này là mình đang xử lý nước muối, đang ngâm dung dịch xử lý. Size này nó khoảng 160 đến 170 con trên 1 ký. Chỗ này là mình nhập 25 ký, 3 thùng, mỗi thùng hơn 7 cân. Để mình thả vào cái hố mình hôm đó mình đã xử lý đấy, mình ra mình quay cái hố đó xử lý cho bà con xem nhé. Cái hố này của mình bữa nọ mình đã xử lý xong hết rồi. Mình làm đơn giản không. Đây là giá thể của mình, mình đã ngâm qua xử lý 3 lần nước. Ở dưới thì mình làm đơn giản, mình làm là lót bạt. Lót bạt ở dưới thì mình đóng bằng le. Le xong rồi mình cho bèo vào. Cho bèo vào. Mình làm không bùn nhưng mình làm kiểu này. Chỗ này là 16 mét vuông. Mình đang dự tính là 2612, khoảng ở trên gần 3.000, 25 cân gần 3.000 con. Thì mai sau mình lọc lại, cào ra mình lọc lại nó tầm vào khoảng cỡ tầm 2.500 con kêu. Cái hố này của mình là đi mười mấy mét, mình đã thả lâu rồi đấy. Bây giờ là nó size nó đã to rồi, thả hơi thưa. Cái hố này rộng thả hơi thưa. Được nhiều chưa anh em câu ấy. Cái chỗ này của mình là nó to rồi, mình để sinh sản rồi. Sáng không cho ăn đâu nhưng mà cứ cui này phát là nó lên luôn. Cái này 20 mét vuông mà thả vào 3.000 hơi thưa. Cái này nó phải thả cỡ 4.000. 4.000 thì vừa. Được nhiều chưa? Ôi dồi, 2 con. Không ăn nữa sao? Sao nó ăn, cho nó ngó ngoáy nó mới ăn. Đó, đây, chạch lấu của nhà mình này. Chạch lấu đang đẻ này. Nói chung là nó nằm vào cỡ khoảng trên 300 con. À, trên 3.000 con, 20 mét vuông này là vừa lấy một lươn. Bây giờ nó như rừng luôn rồi này. Đây là may không có cỏ nhưng nó có cái đợt trước cho rơm vào đấy, cho rơm mới cho bèo, bây giờ nó mọc như rừng luôn. Bữa nọ đó những cái lỗ này mai sau là nó lên đây gì hả? Đấy, đất nó thì nó không được xét lắm nhưng mà mình pha trộn đất đủ muối là được. Cái này để đến tháng 3 cho đẻ.